Cây ớt chào mào ở đây là chỉ có được trồng được ở những cái vùng trên vùng như là xã Đại Dực, cách mực nước biển là 4.000 mét, thì trồng này cái trồng ở trên này thì nó rất phù hợp với thổ nhưỡng ở trên này, cho nên là ra những quả rất là đặc biệt, nó là rất là thơm và giòn, ăn nó có vị đặc trưng. Trừ khi trồng cây ớt chào mào này thì thu nhập thì gia đình cũng khá hơn trước, và mình mong muốn nên là cây ớt chào mào này sẽ được nhân rộng thêm ở trên xã Đại Dực của mình. Nó là vì cây ớt này trồng những cái đất trên đồi, trên ruộng, thì những cái ruộng bỏ hoang thì mình cũng muốn bỏ phí những ruộng bỏ hoang này thì mọi người đều trồng được, thì mình sẽ là những người làm đầu mối để cung cấp ra thị trường.